Dạ, em xin kính chào với cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai kiện trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống của Đoàn Hồ Giang ạ. Dạ, hôm nay thì em quay trở lại với bãi kiện của anh Mười ở Đại Hải Sóc Trăng ha quý chú anh chị. Chia sẻ hôm nay là anh cũng có một lô phôi mai tứ quý với lại mai vàng đó ha cô chú. Mong với cô chú mình yêu thương ủng hộ anh Mười, ủng hộ kênh Cuộc Sống của Đoàn Hồ Giang ạ. Em xin phép được clip chia sẻ luôn cô chú anh chị ha. Dạ, chia sẻ cùng với cô chú anh chị hôm nay là mình có một clip khoảng 18 cây ha cô chú anh chị. Đa số là tứ quý nha cô chú ha. Cây phơm cao cũng có, lùng lực cũng có luôn nha cô chú anh chị. Rồi, em xin phép được clip chia sẻ luôn ha. Dạ, em xin chào anh Mùi ơi. Em chào Phương, em chào tất cả quý cô bác anh chị gần xa trên mọi miền tổ quốc ha. Hôm nay em có về một số phôi mai tứ quý 18 cây, muốn giao lưu cùng đến quý bà con cô bác mình gần xa. Thì cảm ơn quý bà con mình clip rồi cũng đã ủng hộ em hết cây ha. Số điện thoại của em là 0337573339 cũng là số Zalo. Rồi, đầu tiên em vô cái mã số 1 nha bà con. Dạ. Tại vì cũng nhiều cây á, em quay cũng sơ lược cho lẹ nha. Cây lùng lực luôn nha. Rồi, cây này lùng lực nha. Thì cái chi này rất lực. Đế này nó gom củ đặc luôn nha. Đế củ đặc. Ngày xưa nằm trong cái xô mũ, xô nhựa còn dính nè. Có mặt rễ treo còn nhiều lành tích, cây mạnh khỏe nha. Rồi, dạ, em vô xem số luôn. Vị trí tại đây là 44 quành. Dạ. Trên cũng rễ treo nha. Trên này có củ đế đực lắm nha cô chú. Cái củ đế đặt người là 83 nha bà con. Dạ. Đặt gì nha. Chiều cao tới mặt bầu là 55, tới cổ đế là 35, đường kính bầu là 66. Rồi mã số 1 phôi tứ quý em giao lưu quý bà con giá là 11 triệu, phí ship bao toàn quốc nha bà con. Dạ, cái này lùng lực đế đều nha cô chú anh chị. Cổ đế rất khéo nha, khánh đặc lực luôn. Dạ. Dạ. Rồi em qua mã số 2 cũng là phôi tứ quý lùng lực nha bà con. Dạ. Cây đế rất khéo nha. Đế gom củ rất khéo nha. Sổ cũng cả gan em. Cây này cũng không có trống vết nào luôn nha cô chú anh chị. Cọng ghẻ là bự bự không luôn ha. Cái nhánh này nó hơi phù, em phá bỏ em chét keo đen nha. Em giật cấp lại nha. Dạ. Chứ không phải mục hư gì hết. Cây này lùng lực rất lớn nha cô chú anh chị. Cây củ đế khéo nha. Dạ. Đế thì cọng rễ bự bự không mà nha cô chú anh chị. Dạ, em xin số đo luôn anh ha. Chiều cao tới mặt bầu là 52. Em đo vị trí này nha bà con. Cái này nở dài đế lắm nha cô chú anh chị. À, em đo chuẩn như đi 44. Dạ. Đo trên cộng ghế treo này luôn nha. Là 42. Đường kính bầu em nói là 67. Rồi em đo sơ khảo sát sơ lược vậy thôi. Nè, cô chú anh chị mình xem rồi cảm nhận giùm em hết cô chú. Có gì không rõ quý bà con mình kết bạn Zalo đi, em thợ gửi thông số chi tiết phụ thêm ha. Rồi mã số 2 là cây tứ quý. Cây này do có cái mặt thẹo ở đây nha bà con. Nên cây này em giao lưu quý bà con giá là 8.500.000, phí ship bao toàn quốc nha. Dạ. Rồi em đổi. Tiếp theo luôn là mã số 3. Cũng là phôi tứ quý lùng lực nha bà con. Tay cành cũng khá đều. Dạ, cây này cũng gót cây lắm nha quý cô chú anh chị. Cây này ngày xưa chủ nhà người ta để lên trên cái người ta bứng giờ dinh mô á. Dạ. Nên giờ nó lòi để lên có sẵn hết trơn. Đế là cộng rễ bự bự không mà nha cô chú anh chị nha. Lực lực nha bà con, xà lọn nha. Này bầu tới đâu rồi đế ra tới đó luôn hết cô chú. Cái này là cái nhánh ngày xưa chú nhà chặt nha. Nó lành này còn nó đen đen mà thôi chứ khự nhẹ là nó đỏ. Dạ, cốt cành cái này cũng khá nha cô chú anh chị. Cũng tứ diện hết thôi. Rồi em vô thông số luôn. Quành eo vị trí này là 47 thôi. Dạ. Đây,
không cắn gì nha bà con. Chiều cao tới dài đế là 50, tới mặt bầu dưới đây là 77, đường kính bầu là 78. Rồi mã số 3 em giao lưu quý bà con giá là 17 triệu mã số 3 nha. Trẻ nó gói gói cứng bầu luôn hết cô chú anh chị. Cây nở chạc nha. Dạ. Dạ rồi. Rồi tiếp theo là mã số 4. Cây này thì phong cao một cốt chi cành đều luôn hết cô chú anh chị. Đế là nằm mô không nha bà con. Dạ. Cốt cành tứ diện luôn cô chú anh chị nha. Sai cành cũng khá là đều. Chung hàng tứ quý giờ gì cũng là cũng khá cày nha anh em. Dạ, đế đắm thì bỏ đều hết trơn nha cô chú anh chị. Đẹp thì em không dám bao đẹp nhưng mà cây nó khá thì em nó khá nha. Đế một đống luôn. Dạ. Đế dữ lắm nha anh em. Dạ. Rồi em vô thông số luôn. Vị trí này là 41. Dạ. Túc trên cao vậy đó nha bà con. Em hình dung ra giùm em đi. Tới dài đế là 100 đúng. Tới mặt bầu là 126. Đường kính bầu cây này là 90. Thoát thân chi một được 20. Này chi cành khá lực nha. Hay cô chú mình lập tàn làm mau chơi luôn à. Em hàng lâu năm không à? Ta thường mô á. Có cành cũng bự bự không cô chú ha. Dạ rồi, cây này mã số mã số 4. 4. Em xem giá luôn ha. Giao lưu quý bà con giá là 14 triệu. Dạ. Mấy cây này nặng lắm nha bà con. Ba người ginh không á. Dạ rồi. Một cốt trực ha. Rồi, tiếp theo là mã số 5. Cây này cũng một cốt luôn ha cô chú anh chị. Ta cành cũng khá nha cô chú nha. Cây này dáng lùng lực nha bà con. Đế cũng khá khá đế. Đế bài luôn nha cô chú anh chị. Rồi. Không thiếu vách nào nha. Có mặt rễ treo này em chưa chắc keo nha. Cây gốc giót nở không à. Rồi em vô thông số nha. Chiều cao tới cổ đế là được 70. Tới mặt bầu được 76 nha. Cây này thoát thân được 24. Quần eo 41. Đường kính bầu 65. Cây này cũng gióc cây lắm nha cô chú. Gióc cây, thông cây lắm. Dạ. Rồi mã số 5 em giao lưu quý bà con giá là 9.500.000. Phí ship em bao toàn quốc nha bà con. Số điện thoại em là 033 757 3339 cũng là số Zalo của em ha. Dạ, cái mã số 5 nha cô chú anh chị. Dạ rồi, em đổi luôn ha. Rồi tiếp theo là muốn xuống đáng sưu tầm nha bà con. Một cốt trực nha. Tay cành tứ diện. Chi cành lực lực không mà quý cô chú anh chị nha, gió cây luôn à. Ừ. Khoảng cách chưa tới gan tay mới là có cốt cành đóng nha cô chú anh chị. Lô hàng cốt này em săn giá cũng hơi cứng nha anh em. Anh em nào ưng ý được ủng hộ tiếp em múc ha. Nổ đế luôn nha cô chú anh chị, cộng rễ là cho bá nữa không. Lực lực ha. Không à. Điều tứ diện nha. Cái này thì không có trống cái dây đế nào trơn nha cô chú. Không trống. Thoát thân cũng hợp lý với cái form tàn luôn nha cô chú anh chị nha. Dạ rồi. Cái chi này hơi trùng về anh em cũng để khóa phá nha. Em thì em để nguyên. Chiều cao tới cổ đế là 108. Dạ. Tới mặt bầu là 131. Cây này thoát thân tới dây đế được 18 nha bà con. Rồi em đo tay cành số 1 24. Hoành thân tại vị trí này là 43 nha bà con. Dạ. Mấy cây này hoành nó tương đối thôi. Tại vì
nó chuẩn cây thì cái giá trị nó cũng hơi cao nha. Rồi, em đo chạc nở nha. Chạc nở như vậy là nó 48. Dạ. Này em tính hoành vẫn được nha bà con. Như em tính vẫn là 44 thôi. 43, 44 được rồi. Đo thoát thân chưa ta? Dạ rồi anh. Nó hơi sổ nhẹ nhưng đây tí xíu được 18 nha. Dạ. Cây dốc ngọn khoảng cỡ 12, 13 nha bà con. Chị cành đóng cứng gì luôn nha chị. Chung hàng này hàng em cũng tiện chọn nha. Giá cả nó cũng hơi cứng. Anh em mình xem được ủng hộ cho em Út ha. Rồi mã số 6 này em vô lô quý bà con giá là 25 triệu. Dạ. Em bao ship toàn quốc nha. Dạ rồi. Hàng một cốt chứng bây giờ cũng khó tìm nha bà con. Rồi tiếp theo là mã số 7. Cây này cốt cành cũng khá đều nha bà con. Dạ, một cốt giót trực luôn á mấy cô chú anh chị, chi cành thì đóng cứng diện luôn ha. Mã số 7. Cây này cốt cành lực lực không à nha cô chú anh chị. Được. Được cái là toàn là gốc nở không à. Dạ. Cái này ơi để sổ nôm. Để sổ dày hết nha. Tứ diện. Thì vẫn có đế hết nha bà con. Dạ. Cây này là thành phẩm siêu bông mình lại nữa là Tết là chơi ngon lành luôn hết cô chú anh chị ha. Em trừ hao cái phôm gọng gọng này cho con mình về muốn chơi ghim chơi muốn ghép ghép ha. Ghép thì mình rút sát lại một tí. Rồi em vô thông số luôn nha. Chiều cao tới dây đế là 108. Tới mặt bầu là 124. Em đo vị trí này là 47 nè. Đó, em đo tuốt trên vậy đó. 47 ha. Độ thoát thân của nó được 22. Tay cạnh khỏi đo luôn, thấy cũng biết là lực rồi. Đường kính bầu được 63. Cây này chơi cặp với cây số 6 nãy đâu ok luôn á cô chú. Vô cặp luôn. Dạ, chi cành thì tứ diện mà chi lực luôn ha. Rồi mã số 7 này em giao lưu giá là 19 triệu nha. Dạ. Cái này gió có khoảng có 10, 11 hả cô chú anh chị. Đây không cây sạch cây lắm. Dạ rồi. Rồi tiếp theo là em tiếp. Dạ số 8 cũng là tứ quý. Bộ đế khủng lắm nha. Cây này lùng lực nha cô chú nha. Bộ đế là tứ diện là điều vỏ không thiếu chỗ nào nha. Cái độ sổ cũng khá cô chú anh chị. Đều dắt hết trơn luôn á với cô chú. Cái mặt này á, mình tính là nó gợi thật sự là nó một cốt nha bà con. Dạ. Em quay mặt ở đây cho mình xem. Nó liền một cốt tinh tốt trên đây nha. Dạ. Cả gan tay. Dễ khủng. Dán cây này á, về bà, em trừ hao nha. Bà con không thích có thể cắt ngang đây làm vực làm cái chi nha. Dạ. Em trừ hao thôi. Đế sổ cỡ 3 tấc. Gót cây. Đây này có độ lắc nhẹ nha bà con. Dạ. Lùng lực. Cái hàng này cũng lớn lớn tiền, em quay kỹ kỹ một tí cho bà con mình xem cho chuẩn nha. Rồi, chiều cao tới cổ đế nó là 42. Sổ nó là được 40, sổ hơi bài nha bà con. Còn số đứng này em tính 30 thôi. Hoành thân. Em đo vị trí này là 56, em tính 55 nha. Một hai phân nó không tới đâu. Bà con mình nhìn xem là thấy trừ hao giùm em được rồi. Cây này đường kính cái bầu 93 nha. Em hào hào thử cái cục lửng lửng trên đây thôi. Đó, chắc cỡ 180 á, cục lửng lửng trên đó nha. Nó đặc luôn á. Đế sổ nơi mà còn ghế bự nha cô chú anh chị. Sổ đều hết trơn luôn, tứ diện luôn. Rồi cái mã số 8 này em vô lưu quý bà con giá là 28 triệu nha. Dạ, cây này nhìn ngoài sắc lớn lực cây lắm sắc lớn. Chú anh chị. Em ôm nè, không thấm thía gì nha. Bầu này 4 người ginh hơi bị phê đó. Dạ rồi. Cây chạc nở gốc dưa không.
Số. Dạ, số 9. 9. Cũng là tứ quý luôn nha cô chú, cây này chi lực lắm luôn à. Cây này nó trồng sửa cái bầu lại giùm em bứng cái bầu nó hơi nghiêng tí. Nhưng mà cái dáng gì cũng thấy cũng vô 3 gram để luôn. Đế nè. Đó giờ em bứng mà tứ quý đế vàng này nó đỏ luôn, nó già. Đế xổm nơi mà nó gom đế cô chú anh chị. Đế cộng rễ lực luôn ha, không trống nhấp nào luôn cô chú anh chị. Cái tay cành một này nó dặn khéo lắm. Mạnh lực. Ngọn nó lắc cũng khéo lắm nha quý cô lắc chú luôn. Nha. Rồi em vô thông số nha. Thì số lượng cũng nhiều em đo cho hai mau. Tới cổ đế này là được 77. Tới mặt bầu là 105. Đo tay cành chi 1 này 28, 29. Hoành thân em cũng đo khảo khảo thôi. Em đo như vậy là nó 47 nha một con, 48 đến 47 nha. Dạ. Trên dây đế nha. Trên 45 cũng được, không quan trọng đâu. Quan trọng anh em nhìn thấy cây biết. Rồi nó sổ đứng nha, được 30 nha bà con. Đường kính bầu cây này được 65. Cái ngọn vót bằng ngón giò cái nha. Cây này chi cành đều luôn á cô chú anh chị. Cốt chi lực luôn ha. Chung lô này hàng em cũng tiễn nha bà con. Rồi mã số. Dạ số 9. 9, em giao lưu quý bà con giá là 19 triệu. Dạ rồi. Dạ, phía xím bao toàn quắc nha. Mã số 10. Cái mã số 10 nha bà con. Cây này trực một cốt chi cành tứ diện luôn nha cô chú anh chị ha. Mã số 10. Đế nó như củ sứ vậy. Cái này trực quân tử luôn nha quý cô chú anh chị. Nguyên cái củ đế quá khéo. Rồi có cái lỗi này nha bà con. Trong khi em vận chuyển á, cây này nó sọc hay cây kia nó làm chày hết hai lỗ nha, bằng ngón tay em nha. Em xử lý keo rồi. Dạ. Đó là cái da thôi nha, không sao nha. Tay cành cũng khá là đều nha cô chú anh chị. Củ đế nó tròn nè. Tròn mà khến đặc luôn. Dạ, nó gom củ đế luôn nha cô chú ha. Cây này cũng đều tứ diện luôn, không có trống vách nào luôn nha cô chú anh chị. Dạ, dạ. Chiều cao tới cổ đế là 106. Tới mặt bầu 127. Thoát thăng được 22 nha. Dạ. Rồi. Vị trí này em đo là 42 nha bà con. Dạ rồi. Đường kính bầu 71. Hào cái củ đặt trên đây cho bà con xem nha. 116. Đó, nó đặt trên đây đó. Dễ nó gói gói cứng tròn bầu luôn nha. Nhưng mà đế toàn là đế lực nha, không có đế nhỏ nhỏ nha. Dễ bự bự không à. Rồi có cái này nha bà con, chỉ trước nha. Bị chạy một đường bằng đầu đũa ăn nha. Dạ. Không có đáng kể gì nhưng mà em phải chỉ. Rồi mã số 10 em giao lưu quý bà con giá là 19 triệu. Phí ship em cũng bao toàn quốc nha bà con. Dạ rồi. Mã số 11. Rồi tiếp theo là mã số 11 nha bà con. Quá trời cái phôi này luôn rồi nha cô chú. Phôi này nói chung là tụi em đeo cũng khoảng 3 năm rồi nha. Dạ. Nay mới mua được. Cái này em quay hơi lâu tí nha bà con. Dùng hàng này hàng sưu tầm nha. Tứ quý hiện đại bây giờ mà kiếm một cốt liền như vậy cũng hơi khó nha. Dạ. Rất là giót cây nha cô chú, mình xem cảm nhận giúp em cây. Đi cô chú anh chị. Hàng này sưu tầm luôn cô chú ha. Quỳnh lớn này thường thường nó gời nhưng mà này là một cốt nạc nha. Dạ. Rồi cái đế thì thôi khỏi. Cũng khiếp vụ đế. Khỏi chơi đâu nha cô chú anh chị. Nó đặt khến ở trong này luôn nha cô chú. Cái này đưa thùng bê vô chắc không xin dê gì luôn anh ha. Bự hơn thùng bê. Dạ. Đế sổ đứng đi nha cô chú anh chị. Ở đặt dưới này chân nó bày ra tay em vô. Đế bự cái tay em. Dạ.
đặt nó khến đặt như nó đương với nhau vậy luôn, mà nó sổ xuống chứ nó không có chàng qua chàng lại nha, nó khéo được như vậy nữa nha. Bắp nào bắp nấy. Đây em khảo sát cái thùng nước lọc nè, đó chú quý mà sưu tầm được cái khối đế này thì cũng đáng chơi nha quý cô chú anh chị, bự hơn cái thùng bê ấy, cái thùng nước lọc nha. Dạ chồng phô diễn cái củ đế này ra đủ phê rồi cô chú anh chị ha. Ê, chủ vườn nói là trên 70 năm nha. Dạ. Thì người ta nói sao mình nghe vậy thôi chứ mình không biết đâu. Ở trên này thì nó sổ thẳng đứng, nó ôm củ ở dưới này gãy bài ra hết cô chú anh chị. Cái này đọt chót luôn ha, cắt trực tiếp luôn nha cô chú anh chị. Rồi mình giao thông số luôn anh ha. Rồi. 2 năm trời mới mua được phôi bự gì. Anh đo cái cốt nạc nó tới đây là 50 nha. Rồi xuống tới dưới bầu luôn là nó 80. Cái này nó chạc nở nó cũng hơi khó đo một tí anh em, mình em đeo đâu tính đó nha bà con. Đây em đo như vậy là 77 nha. Nói chung là anh em mình khảo sát thôi, em đo đâu tính đó nha, để nói đo ăn gian này kia mất công. Này em đo chạc nở thêm một cái thông số nữa cho anh em mình khảo sát. Đây em đo như vậy là nó 84 nha. Dạ vị trí này 84 nha thôi chứ anh chị. Nói chung ở ngoài nhìn rất khủng anh em ơi. Một cổng thước dây nha. Ngay cái củ lửng là cái củ lửng đặt đó nha. Cây nhìn rất phê anh em ơi. Chừng mấy năm trời em mới mua được phôi vậy, đặt sổ đặt cứng luôn. Đường bên kính bầu cây này được nó tầm khoảng cỡ 87 nha. Cái ngọn này còn được 16 nha bà con. Dạ. Gắt gió cây. Đo cái độ sổ nó kiếm chỗ nào nó sổ đứng. Đây, cái vị trí này nè. 39 nè. Dạ rồi. Đó. Chung cây này em cũng có thật sự nha, giá thì em mua cũng rất là căng. Nếu anh em nào có duyên thì em giao lưu giùm ha, còn không có gì xem cũng là vui. Giá trị cây này thì em muốn giao lưu quý bà con mình là 115 triệu. Dạ. Cây này em bao em đi xe tải, em không đi bên dịch vụ nha bà con, tại vì lớn tiền đi dịch vụ lỡ có chạy xước gì uổng cái cây lắm. Dạ cô chú anh chị mình là xem rồi cảm nhận giùm em ha, mấy cái thân này nó đều đều nhau cô chú anh chị, lực không ha, lực không. Dạ. Nhờ vót cái ngọn 115 triệu nha bà con, tiền nào của nấy nha. Dạ rồi. Rồi mã số 12 nhé cô chú. Rồi, tiếp theo là mã số 12 nha bà con. Dạ cây này cũng trực, chi cành thì dư chơi luôn rồi nha cô chú chị ha. Chi cành là không thiếu chi nào nha bà con. Dạ rất là giót cây luôn nha cô chú chị. Rồi giót này nó tầm khoảng 15 nha. Dạ thấy cái chi dưới này là lực không thật cô chú chị nha. Chung mấy cây này đế thì đế bàn nhưng mà tay cành nó rất là lực nha. Cái này nó sổ bài nha bà con. Dạ. Có sổ hơi nhẹ chứ không có sổ mấy nha. Đế là tứ diện. Đế cũng khá lực nha bà con. Hàng bây giờ sưu tầm nói chung là một cốt và tay cành vậy là cũng khéo cây nha bà con. Dạ rồi. Cây em dùng nước ngọt bao là sống khỏe 100% nha bà. Cái dạng xương chi cành này ghép là mau chơi lắm cô chú anh chị ha. Rồi em vô thông số luôn nha. Tới cổ đế là 120. Dạ rồi. Tới mặt bầu luôn tầm khoảng 1 mét tính mắt tư thôi. Thoát thân được 20 luôn. Dạ. Cái này em cắt công ghẻ này ra em đo hoành nó tha ra nữa đó nha, nhưng mà em không cắt, em để đại vậy. Hoành thì đo bà con mình nhìn khảo sát rồi được rồi.
48 chuẩn. Đường kính bầu cây này là 86. Cái form tàn lỡ ngang được là 86. Cây rất lực nha bà con. Nhìn rất là thông cây nha cô chú anh chị. Một cốt trực tay cành lực luôn. Rồi phôi mã số 12 này em giao lưu với bà con giá là 28 triệu nha. Dạ. Cái hàng này em đi xe tải không nha bà con. Ở xa thì thương lượng với ship nha. Em có thể ship đi được. Dạ rồi em đổi luôn anh ha. Rồi tiếp theo là mã số 13. Cây này cũng vàng xương chi cạnh trên cặp với cây mã số 12 là êm lắm luôn á cô chú. Dạ, cái này cũng vô cặp với 12, 13 nha bà con. Dạ. Cái khoảng cách chi cạnh thì chưa tới gan tay nữa là có cốt chi đóng rồi nha cô chú anh chị ha. Cây nào cũng có củ khéo khéo không? Bệ cả gan rồi đó, sổ dạ. Xuống. Không thiếu chỗ nào nha. Cộng rễ cho bá nữa không cô chú anh chị ha. Điều hết nha con. Nó rễ lót hết trơn luôn à. Cái này mới bứng tầm 2 ngày nha. Dạ rồi. Cái chi này nó hơi trùng về bà con mình không thích thì phá bỏ nha. Cái chi này nè, hơi dạ. Dư nè. Nhưng mà em để nguyên nha. Phá ra là rất là khéo cây nha. Nhưng mà em để nguyên luôn. Cây này gióc còn xíu thôi chứ. Bự ngón tay cái em tí nha. Dạ. Rồi em vô thông số luôn. Chiều cao tới cổ đế là 128. Dạ. 1,5 m cho tới mặt bầu nha. Cây này thoát thân được 24. Cây này có củ đế nha cô chú anh chị ha. Củ đế chặt nở khéo. Rồi em đo về em tính 49 nữa đi. Dạ. Ý lộn 48 thôi. Trên củ đế hết nha bà con. Dạ rồi. Cái độ sổ của nó tầm khoảng 18 nha. Cái củ đặc đặc này nó được khoảng 84. Dạ. Lửng lửng vậy đó. Đường kính bầu 80. Tại cạnh cũng khá lực nha bà con. Em ít có đo tổng nồi đế lắm, đo đường kính cho bà con nhân ra. Cây này một bộ với cây của số 12 nha bà con. Dạ. Rồi mã số 13 này em giao lưu với bà con giá cũng là 28 triệu luôn nha. Hai cây hoành thước tắc bằng nhau á. Mã số 13, 28 triệu. Dạ rồi. Cây mã số 14 nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo mã số 14. Một thân một cốt trực nha bà con. Cái này form khá là cao nha cô chú ha. Chi cành thì đóng đều luôn ạ. Tay cành thì khá đều. Nói chung là tay cành vậy là chuẩn rồi nha bà con. Một cốt ha. Cái nào đế quá khứ, cái nào đế rồi. Một ôm em nè, không có thấm thía gì hết trơn. Dạ. Rồi con rể là chà bá. Sổ quậm xuống hết ha. Cây này ngày xưa chủ nhà người ta trồng, người ta bứng, người ta dời lên mô á. Bây giờ nó sổ xuống hết. Dạ, cái đế như chiếc banh vậy đó cô chú anh chị ha. Nói chung hiện giờ là đế không đó. Cục đất thì tránh giữa thôi, chứ ngoài là đế nó bít bít cục đất luôn rồi. Cây này cũng gốc chạc nở nha. Dạ, rễ lớp lớp trong nữa nha cô chú anh chị. Ồ, dữ lắm bộ đế. Chứ này cũng còn rễ lớp nữa cô chú anh chị ha. Này có cái thẹo bằng ngón tay út em nha bà con. Nó lành hết trơn rồi, cuốn mép còn tí xíu siêu nha. Dạ. Có sao em nói vậy. Không ảnh hưởng gì hết. Rồi em vô thông số luôn. Chiều cao tới cổ đế này em tính quý bà con 1,5 m nha. Rồi tới da đế là 1,5 m. Cái độ sổ của nó xuống tới đây là nó được 51 nè. Mặt đó, mặt này cũng 51, nói chung là tứ diện vậy nha bà con. Thóc thân cây này được 49.
Phơm cao, thấp hơn cao luôn nha cô chú anh chị. Cái ngọn này em bao bà con tầm khoảng 23 nha, 22, 23. À, cô chú anh chị mình xem cái phần đế giúp em ha. Quá khứ bộ đế à. Cái này 4 người ginh là hơi hơi bị mệt. Đế sổ đều luôn, không có trống vách nào luôn á cô chú anh chị. Không có trống chỗ nào hết. Dạ. Rồi em vô quỳnh thân nha. Chung em đo đâu tính đó nha bà con. Rồi em bao chuẩn người con 51 nè. Dạ, vị trí này 51 nha cô chú anh chị. Đo ra 52, 53 vẫn được. Em bao 51, cũng tính 50 cũng được nữa. Dạ. Sao chứ. Nói chung cây này cũng khá tiện nha. Em quay vòng nữa cho bà con xem kỹ kỹ giùm. Hàng này em nói thật sự vô nhà vườn mua cầm 30 triệu mà mua được em chịu gì cũng chịu chứ. Một cốt về nếu còn cái tàn. Dạ. Khủng lắm nha. Mã số dạ. Mấy quên rồi. Mã số 13. 14. 14 à. Rồi mã số 14 này. Em giao lưu với bà con giá là 32 triệu nha. Phí ship em bao toàn quốc. Chung hàng của em là bán bao ship hết. Dạ. Dữ lắm bồ đế nha anh em. Trời. Khủng lắm. Rồi tiếp theo là mã số 15 nha bà con. Cái này phơm cao luôn nha cô chú anh chị. Đây cành nó khích 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 chứ nó không có bỏ xa nha. Cái này tay cành là đều tứ diện luôn cô chú anh chị nha. Đây em có làm chạy một tí nha. Vận chuyển về nó hơi chạy. Cái này cũng có thóp thân cao xíu nha cô chú anh chị. Cụ đế cũng khéo nha bà con. Đế sỏn mà nó gồm đế nha cô chú anh chị ha. Ngay đây được cái co hơi lắc nhẹ một tí nha. Dạ. Cây này ghép thì phê luôn, khi cành nó khá đều. Rồi tới giai đế của em nói là 138. Độ sổ tới mặt bầu nó được 31. Sổ về nha bà con, 31. Hoành thân. Đây 46. Đường kính bầu 64. Thoát thân được 44. Dạ. Đế cũng khá đế nha cô chú anh chị, cốt cành thì đóng đều đối diện luôn ha. Rồi mã số 15 này em giao lưu quý bà con giá là 14 triệu nha. Phí ship dạ. Em bao toàn quốc. Dạ, em đổi luôn anh ha. Mã số 15 nha cô chú anh chị. Được tới 16 mà. 16. Cây này tứ quý luôn cô chú anh chị ha. Rồi tiếp theo là mã số 16, cây tứ quý nha bà con. Cây này nhìn nó cũng quái quái nha cô chú. Cây này thật sự là em thích cái dáng nó quái nè ha. Nên em cũng ghé mua về để giao lưu cùng quý bà con. Cốt cành thì có đều hết trơn nha cô chú anh chị. Đế nó vàng hết trơn. Cây này em bao không hư hao gì hết nha. Đây, có cái dáng cũng khéo lạ không ha. Đây cành nó bóp giót luôn. Dạ rồi. Chiều cao em nói là tới cổ đế là 63. Tới mặt bầu là 90. Quành này em đo có vị trí về vậy đi, hiện tại vậy đi. 47 nè. Đó, nó vậy đó. Đo nhiều vị trí nha. Còn cái chỗ mà thôi đo vị trí được rồi. Đế đều. Hình dung được rồi. Trời cây bonsai nghệ thuật giấy nó cũng quá quái lắm cơ chú ha. Đo trên đây thử nha bà con. Rồi, ngay đây 48 nha. Đây là hoành chuẩn luôn nha bà con. Anh em đo dưới hơi ở dưới rồi. Dưới bộ đế sổ á. Rồi 48 hoành.
Rồi đặt của nó được 116. Dạ rồi. Đường kính bầu 64. Cái này thoát thăng lên chi một em tính chỗ nào nữa. Phỏng phỏng vậy đi 18 nè. Dạ. Cái sổ vậy nó cũng được 30 31 nữa ha. Cái ngọn còn 14 nha. Cây rất khéo cái cây nha bà con. Lâu lâu đựng cây lạ lạ nha. Đây là cái nhánh dư em phá bỏ nha bà con. Mấy đứa cháu nó quậy ba cái mực viết dính á, đen đen không phải gì nha. Em bao là cây ok. Rồi mã số 16 này em vô lưu quý bà con, giá là 19 triệu nha. Hàng này cũng ra vô hàng quái quái lạ lạ nha bà con. Rồi em đổi phôi luôn. Theo là mã số. Dạ 17. 17. Đây là cũng một cốt trực nha bà con. Chung cây hôm nay em lô này đế khá không nha. Cái này nguyên một nồi giấy nôm luôn nha coi chú. Một cục luôn. Còn ở trong nữa mà mình đâu khai thác vô làm chi. Cốt cành cũng khá nha coi chú anh chị. Khá đều. Cây này sắc lớn nha coi chú nha. Quỳnh cũng khá to nha bà con. Rồi em xin thông số chiều cao luôn anh ha. Chiều cao tới cổ đế là 112. Tới mặt bầu là 143. Thoát thân lùng nha bà con. Có 24 à. Hoành vị trí này em đo là 49 nè. Dạ. Sổ bài ở vị trí này nó được 41. Ở vị trí này được 40, nó cũng chung chung vậy không nha bà con. 40 41. Để khá đéo ở đế nha. Rồi, em xin giá cây phôi mở số 17 anh ha. Rồi mã số 17 này em giao lưu quý bà con giá 16 triệu thôi. Hàng này 16 triệu. Chuẩn giá nha. Dạ rồi. Cái này cũng một cốt luôn nha cô chú anh chị. Rồi mã số 18 nha bà con. Cây này cũng là cây cuối clip của em nha. Tay cành khá đều nha bà con. Sát nó cũng to. Dạ, cái này cũng thoát thân khá là cao hết cô chú anh chị. Đế bài luôn ạ. Bộ đế bài nó cũng lực lắm nha. Cũng đây có đầy đủ nha. Không trống vách nào hết cô chú nha. Đế này, lực to ha. Hàng này cũng lo già cây lâu năm mà. Đây chủ nhà xưa nó chủ nhà phá nha. Nó kéo miệng nó trơn rồi nè. Nó lành hết rồi còn có chừng hai ngón tay em nữa. Bích ha. Em bao là không một vô nha. Rồi em vô thông số luôn. Chiều cao khoảng 1m4 nha bà con. Đường kính bầu này là 80. Hoành vị trí này năm được 51. 51 nha. Phát thăng chi 1 nó được 53. Dạ, cây này cũng cốt cành khá là đều mà cốt lực nha cô chú anh chị ha. Lực. Phong cao một cốt luôn ạ. Này muốn ghép cây tàng ghim cũng được nha bà con. Dạ rồi, em xin giá luôn anh ha. Rồi, cây cuối clip này, cây mã số 18, em giao lưu quý bà con giá là 22 triệu nha. Dạ. Trung hàng này một cốt, thì cũng sạch cây nha bà con. Rồi. Dạ rồi. À, cuối clip thì em cũng xin chân thành cảm ơn quý bà con mình đã ủng hộ em trong clip vừa rồi ha. Rồi, mến chào và hẹn gặp lại. Dạ, em xin chào, kết thúc clip tại đây luôn cô chú anh chị ha.